Phiên chợ xanh tử tế từng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan mua sắm bởi những sản phẩm như là gạo, rau củ quả bán tại đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xanh sạch và an toàn. Sắp tới đây, Cần Thơ sẽ cho thí nghiệm mô hình này tại công viên sông Hậu thuộc quận Ninh Kiều. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đồng ý thử nghiệm mô hình phiên chợ xanh tử tế vào tháng 8 năm 2017 từ 5 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày chủ nhật mỗi tuần. Phiên chợ là nơi kết nối nhà sản xuất nông sản theo quy trình sạch tử tế với thị trường. Mô hình này khuyến khích việc sản xuất tiêu dùng nông sản, thực phẩm sạch an toàn đến mọi người. Đồng thời qua đó, lan truyền thói quen dùng thực phẩm sạch, nâng cao khả năng cạnh tranh của người sản xuất nông sản tử tế, kinh doanh an toàn. Trước đó, phiên chợ xanh tử tế đã mở cửa phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh tại hai địa chỉ là 163 Pasteur và 135A Pasteur thuộc phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.